300. 2,5 tấn. Mình quay quay mà da nó còn lọc ấy. Cũng được 200, 250. Cũng mất cái công đi xăng cộ đi. Tròn tròn này là làm được cái gì đấy? Mâm của cái bàn, mâm dưới của cái bàn này tròn. Rồi hôm nay mấy triệu một tháng? Được 3,3 triệu. Bái. Thằng cái gì còn đang hết dở. Nuôi ai? Nuôi ăn mà đi làm có lương, nhưng mà nhiều lúc nó chả có thì nó lại thì kẹo mình. Tôi mà nói là phải mấy triệu tháng thì biết đâu nó nói cho mình đâu. Bây giờ nó thanh niên, bây giờ nó không như ngày xưa. Cởi chân nó làm việc đi. Mấy bà này sợ cởi chân lắm. Anh tuyển, ông tuyển được bên đấy là muốn có một xô đen. Lấy gì? Xô sơn này thôi. Là ít bê tông. Xô ấy thì xô con đấy. Đảo tí được gì? Xô ấy là xô kia. Không có máy đảo thì. Đi ơi này này. Xúc sỏi cho vào cái xô ấy. Bóng tuyển đảo đi. Ồ. Máy đảo. Nào uống bia mời ông cốc cũng được gì. Đảo mình cũng xét luôn rồi. Ăn ở đây chưa. Ừ, đảo mồm mà. Ông ấy đảo cháu tí rồi, ông đảo ngay mà. Xô này đấy. Không nghĩ là chúng ta đảo thì mình biết đảo chứ mà đảo tí. Sao cứ đảo cứ đổ luôn. Thôi cứ đảo bố. Thank you.
quay được nhiều chưa cô? Hả? Quay được nhiều chưa? Quay ở trong đồi chè được mỗi video được bao nhiêu tiền? 5.000. 5.000 hả? Ừ. Ngày được 100 video được 50.000 à? Hả? Được 100 video thì đã có 500.000. 500.000. Kiếm tốt đi đâu không? Mà làm gì mà quay được thế? Em mà đi quay video là bao nhiêu? Hả? Quay nhưng mà mình quay nhiều cái là còn bị hỏng chứ. Không phải là quay cái nào ăn được cái đấy đâu. Chỉ quay có mấy phút thì chỉ có cái gì đây? 5 phút 1.